chắc phải mất hơn chục triệu một tháng nếu thuê riêng một thầy dạy một kèm một, cũng khá căng. Nên thôi mình thuê tạm cô cháu lớp 11 nó hỗ trợ tập các bài theo giáo án mình tự sắp xếp là được. Nói chung là tập kiểu này nó không xịn bằng việc học trực tiếp với thầy chuẩn. Nhưng vá víu một chút yếu chỗ nào bố trí tập lại chỗ đó thì cũng là một phương án tạm chấp nhận được. Ví dụ đây thì mình đang tập mấy pha đập cầu, dần dần cho nó nhảy cao hơn với đập mạnh hơn. Đập chán chê rồi cũng khá mệt thì chuyển sang cái bài chém cầu. Khó phết đấy, vì cái mặt vợt tiếp xúc với quả cầu nó sẽ nhỏ đi rất nhiều. Phải tập hàng nghìn quả thì cảm giác cầu và độ chuẩn xác nó sẽ cao lên. Phải chém làm sao cho nó bất ngờ, sát lưới thì đối thủ mới giật mình. Cứ nhưng mà không được lạm dụng cái kỹ thuật này. Kiểu mình phông 3-4 phát xong rồi đập mấy nhát, sau đó mới lừa chém một phát thì nó sẽ hợp lý hơn. Đổi sang bài khác mình tập đánh kiểu tự do nhẹ nhàng để kiểm soát tay chân nó dễ hơn. Mình chủ đích nghĩ tới cái việc tay chân sao cho nó chuẩn cũng như nhịp độ pha cầu không quá cao. Luyện dần thì nó sẽ hiệu quả hơn. Chứ cứ vào trận đấu căng thẳng là quên hết động tác ngay. Đến vận động viên chuyên nghiệp top đầu thế giới họ còn phải tập từng quả một, thì mình cũng bắt chước chút chút cho nó lên trình nhanh. Mặc dù hầu hết mọi người cũng không quá nặng nề, nên cứ vào trận đánh nhiều năm là được thôi. Bản thân mình thì lại khác một chút, rất thích đam mê nghiên cứu tập tành. Cảm giác khi thấy quả nào mình hay hỏng thì bố trí tập 1.000 quả đúng tình huống như vậy luôn, thì tỷ lệ thành thạo kỹ năng nó sẽ cao hơn rất nhiều. Không biết anh em bố trí việc luyện tập như thế nào nhỉ? Thôi thì cùng nhau xem nốt mấy pha tập cầu của mình nhé.